Di tích An Sơn Miếu đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ở bên bàn mình đại biểu á. Ủa vậy hả, em đang tính lên ngồi luôn á trời. Bye. Bây giờ thì mình đang có mặt ở An Sơn Miếu. Đây là ngôi miếu thứ phi bà Hoàng Phiến. Hôm nay thời tiết thì hơi âm u. Chim đâu? Chim hoài gì đó? Đó là gì vậy? À, cái này là cái máy ghi âm. Ở đây thì tổ chức lễ dỗ bà Phiến lần thứ 238 rất là long trọng tại huyện Côn Đảo và đã được đưa vào một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào ngày 28 tháng 10 năm 2022. Đây là mâm bánh tét chay. Bánh tét chay đúng không? Cái này là bánh tét chay đúng không? Đói bụng không? Hôm nay biết vậy khỏi ăn sáng rồi. Không, không ăn đâu. Lỡ tới lúc đó rồi ăn đồ chay thì cũng đợi cũng đó đói lại. Từ đi chạy, từ đi để sắp bàn rồi sắp hoa cái đã. Đây được xem là lễ hội lớn nhất Côn Đảo, được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 âm lịch hàng năm và rất là đông du khách và người dân đến đây tham quan. Sơn vô trong kia ngồi rồi. Không ngồi bên đây nè. Ở bên bàn mình đại biểu á. Ủa vậy hả, em đang tính lên ngồi luôn á trời. Hả? Đâu nó vũ cái cây á. Mà chứ lên đây cũng đâu thấy gì đâu. Ý là người ta à, đi lên đây nè anh chị. Hôm nay là các mâm đồ chay đã chuẩn bị để sau lễ thì người dân sẽ sinh lập ở đây. Đồ chay ở đây làm rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn. Lúc sáng mình chưa ăn sáng nữa. Ở phía sau này còn nhiều bàn để đãi lắm mọi người, đầy đủ các món chay luôn. Và sau khi làm lễ thì mình sẽ dùng tại bàn. Vậy tới phần khai lễ rồi mọi người. Đầu tiên là phần múa khai lễ, tiếp theo là thực hiện nghi thức tế lễ, chương trà và dân nhang. Sau tế lễ chính thức là tiệc chay, chiêu đãi nhân dân và du khách. Ở đây thì thu hút rất là đông người dân và du khách đến tham gia. Chương trình tế lễ, lễ hội truyền thống, lễ dỗ bà Phiến lần thứ 238 xin phép bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và du khách. Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão, chúng ta lại tề tụ về đây để tưởng nhớ đến bà Phiến, người phụ nữ Việt Nam trung trinh tiết liệt, đã vượt qua rào cản lễ giáo của chế độ phong kiến, dám can ngăn vua không nên rước ngoại bang về dày Mã Tổ, để rồi bà bị giam cầm đày ải và đã an nghỉ tại vùng đất Côn Đảo thiêng liêng này. Bà là tấm gương sáng về người phụ nữ Việt Nam, anh linh của bà sẽ còn mãi khắc ghi trong lòng của mỗi người dân Côn Đảo. Hôm nay, huyện Côn Đảo long trọng tổ chức lễ tế, thắp nén hương lòng, dâng cúng những sản vật của người dân
nhân lễ giỗ lần thứ 238 của bà. Thay mặt ban tổ chức lễ giỗ, tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tế lễ như sau. Chủ tế lễ giỗ hôm nay là ông Nguyễn Văn Tướng, trưởng khu dân cư số 2. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 1 do ông Lê Thanh Hải làm chủ lễ. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 2 do ông Đoàn Văn Định làm chủ lễ. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 3 do ông Đoàn Văn Phương làm chủ lễ. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 5 do ông Đỗ Văn Hải làm chủ lễ. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 6 do ông Hoàng Văn Trị làm chủ lễ. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 7 do ông Diệp Quang Thuận làm chủ lễ. Đoàn đại biểu nhân dân khu dân cư số 8 do ông Lưu Xuân Dung làm chủ lễ. Sau đây xin kính mời bộ phận chiên trống khai lễ. Mời đội múa khai lễ. Thank you.
vị trí tế lễ. Thượng đèn. Mời dâng rượu, dâng trà, dâng nước. Bà Linh Hiển chứng lòng thành. Hương ơi, phận là nữ chi, tay mềm chân yếu, nói rừng thẳm núi sâu, ngậm đắng nuốt thầu, nhớ con thương nước. Thương con trẻ trốn rời dòng tay mẹ, lấy cái chết để vẹn tròn câu chung thủy. Ơn sinh thành chưa báo đáp vẹn gì, nhớ linh xưa lời can ngăn lệnh vua, phải chịu giam cầm ngoài đảo xa xôi.